Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kỹ năng sinh viên. Giao tiếp là điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp cho bạn tạo ra các mối quan hệ, giúp bạn cân bằng cảm xúc và phát triển nhân cách. Nếu không giao tiếp, bạn sẽ mất đi từ 75 đến 85% hạnh phúc lẫn thành công. Tuy nhiên, giao tiếp là một phạm trù rất rộng và là một kỹ năng không hề dễ, đòi hỏi bạn cần kiên trì và thực hành rất nhiều. Không có kỹ năng nào đáng giá mà dễ dàng đạt được. Không có sự thành công nào được tích lũy trong vòng một đêm, chúng đều cần thời gian và nỗ lực. Và chúng tôi mong các bạn sẽ xem đến những giây cuối cùng của video này. Có bao giờ mà bạn cảm thấy mình nói chuyện không được duyên, nói chuyện không được hay, hoặc là cảm thấy mình bị mặc cảm khi giao tiếp, trò chuyện với một ai đó và rồi bạn rất tự ti trong giao tiếp? Bạn cố gắng tìm các mẹo trong giao tiếp để học hỏi mà vẫn không thành công. Đó là vì bạn chưa hiểu được bản chất của các mẹo và các công thức đó. Trong video đầu tiên này, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cơ chế tâm lý của con người. Mọi động cơ, hành động của bạn đều dựa trên mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được. Giao tiếp cũng vậy, nếu như bạn muốn giao lưu, kết bạn hay làm quen với một ai đó một cách vui vẻ thì hoàn toàn không khó. Bạn chỉ cần học những mẹo nhỏ trong giao tiếp và áp dụng nó là bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Nhưng nếu như bạn muốn dùng giao tiếp trong những công việc đối ngoại như tư vấn bán hàng, đàm phán thương lượng, xây dựng thương hiệu từ kỹ năng ngoại giao của mình hay muốn tạo dựng cho mình những mối quan hệ chất lượng thì bạn chắc chắn phải nắm được những kiến thức nền của giao tiếp. Con người họ sống và làm việc phần lớn là vì sự công nhận. Một đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi, lấy điểm cao hay chăm chỉ làm việc nhà chỉ mong muốn được bố mẹ công nhận rằng mình là đứa con vừa chăm ngoan, vừa học giỏi. Một người vợ vất vả nấu một bữa cơm thịnh soạn, chờ chồng về ăn, chỉ mong muốn mình được công nhận là người vợ ngoan hiền, đảm đang. Những người có tiền hay đi giúp đỡ người nghèo hoặc đi làm từ thiện chỉ để mọi người xung quanh công nhận sự giàu có hay lòng tốt của mình. Và nếu bạn để ý thì hầu hết những hành động của mọi người làm ra đều mong muốn đạt được sự công nhận gì đó. Một điều nữa tôi muốn hỏi các bạn, khi mà chúng ta nhận được tấm ảnh chụp chung với lớp, thì người mà bạn nhìn vào đầu tiên là ai? Có phải là chính bạn hay không? Hay khi chúng ta thử một cái bút mới, chúng ta sẽ viết thứ gì đầu tiên? Có phải là chữ ký của bạn hay không? Hay là khi em của bạn đang bị sốt cao, trong khi đó bệnh viện thì lại đang rất đông, nhưng bạn vẫn muốn em của mình được vào khám thật nhanh và hơn người khác hay không? Qua những câu hỏi trên, bạn có nhận ra rằng bạn chính là người quan trọng nhất trong hành trình sống của mình. Và chính vì những điều này là nền tảng để chúng ta tạo ra những thủ thuật, những quy luật trong giao tiếp, ứng xử. Ai trong số chúng ta cũng đều có cái tôi của bản thân, ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn thể hiện mình. Vì đó là tâm lý chung của mọi người và đồng thời cũng là tâm lý chung của chính bạn. Bỏ qua cái tôi, mong muốn thể hiện bản thân của mình để lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ họ hay cho họ những trải nghiệm tích cực của bạn là cả một vấn đề. Giải quyết được vấn đề này sẽ là bước tiến thành công nhất cho bạn. Trong giao tiếp có 3 vấn đề. 1 là thông điệp mà bạn muốn truyền tải đến người nghe. 2 bạn hiểu được họ và họ hiểu được bạn. 3 bạn tác động đến họ hoặc để họ tác động đến bạn. Thông điệp của bạn dựa trên lượng thông tin hay kiến thức mà bạn có được. Có một điều thú vị là chúng ta thường chỉ giao tiếp với những người cùng đẳng cấp với chúng ta. Cho nên nếu bạn muốn giao tiếp với những người giỏi và thành công cũng như muốn xây dựng những mối quan hệ với họ thì bản thân bạn nhất định phải giỏi. Ít nhất thì bạn phải có một suy nghĩ cầu tiến và một ý chí không bỏ cuộc. Không thì bạn chỉ có thể giao tiếp được với những người cùng đẳng cấp với bạn mà thôi. Do đó chúng ta có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một lời khuyên nhỏ dành cho các bạn. Hãy liên tục đo lường bản thân và học cách chấp nhận mọi điều thiếu sót của bản thân. Từ đó lên kế hoạch để phát triển mình bằng cách đọc sách để nâng cao kiến thức và kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công trong lĩnh vực của bạn muốn hướng đến. Để thông điệp của bạn làm thỏa mãn người nghe thì bạn cần phải hiểu họ, hiểu nhu cầu của họ, hiểu về thế giới quan của họ, tôn trọng mọi quan điểm của họ bằng cách lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi tích cực những thông tin của họ. Cuối cùng mình sẽ tác động đến họ hoặc để họ tác động đến mình. Khi bạn càng có nhiều kiến thức, càng có nhiều trải nghiệm thì bạn sẽ dễ dàng hơn khi nói chuyện với người khác. Trong video tiếp theo, giao tiếp để thành công 2, tôi sẽ chia sẻ kỹ càng hơn với các bạn về cách để dễ dàng chiếm được tình cảm với người mà bạn muốn giao tiếp.
hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Kỹ năng sinh viên. Đầu tư cho tri thức là sự đầu tư khôn ngoan nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ bảy tuần sau.